Hi, xin chào các bạn. Mình đang đi đường thì gặp một bà cụ bán vài trái ổi với lại mấy cái trứng vịt này. Hôm nay ghé lại hỏi thăm với lại mua giúp cho bà. Bán ổi hả bà? Dạ. Bán ổi hả? Dạ. Ổi bao nhiêu ký vậy? Dạ, dạ. Sai trái giờ món luôn lên nhau có ký. 6 trái nhiêu tiền? Dạ, mua hết. Dạ. Dạ, mua hơi chục. Hơi chục hả? À? Còn trứng? Trứng là giờ món mì hơi trứng là 40. Mì hơi trứng 40 à. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, gần 90. Gần 90 rồi. Gần 90 mà còn đi buôn bán cháu. Dạ. Rồi còn nuôi cái hàng cá mà nó ta biết cái mà giờ anh giờ có 3 tháng giờ nuôi miếng mà 7 tháng nữa hả? Dạ, anh giờ có 3 tháng. Nó ta biết cái cho nó con vợ khó dẫn đi tuốt cậu. Trời. Dạ. Là mấy tháng? 7 tháng hả? Dạ, 3 tháng mà nuôi năm na cũng lớn rồi. Dạ. Là mẹ của con cô đó là 7 tháng là tai biến rồi chết. Còn cha là đi lấy vợ khác. À. Cô đó kêu bà là bà ngoại hay là bà? À, kêu bà nội hả? À, lâu lâu có gì thăm con không? Đi biệt luôn hả? Ba năm chứ cái gì cậu. Một đi biệt hai bên. Không gửi gì cho có mì. Trời ơi. À, theo vợ nhỏ đi Sài Gòn luôn hả? À. Vậy bây giờ còn hai bà cháu thôi hả? Là bà là cháu bây giờ mấy tuổi rồi? Cháu lớn rồi, bây giờ là cũng chưa đi lôn vậy cậu. Dạ, cháu năm nay 18 tuổi chưa? Dạ, cũng được rồi. Dạ. Cháu trai hả? Cháu trai bà. Dạ. Bà phải bây giờ cũng phải gồng gánh mưu sinh kiếm tiền nuôi cháu rồi chứ. Đó, cậu ranh biết không? Dạ. Bà mà bây giờ đau ốm nữa thì sao ai mà lo? Đây là mướn nó không dót lại gọi vậy nó nướng. Dạ. Bà lấy cho con mấy trái ổi này đi. Dạ. Dạ. Đây mình ghé lại mua ủng hộ bà mấy trái ổi. À, ngày nào cũng ngồi ở đây bán đến 11h30 là về. Nhà bà gần đây không? Trên đường Võ Thị Sáu hả? Dạ. Đây bà còn bán mấy cái trứng là ngày nào cũng bán ổi với lại bán trứng hả? Rồi sáng giờ bán được 100.000 hả? 100.000 hai bà cô cho. Hai bà mà mua người ta ủng hộ hả? Hai bà cô tới cho. À, hai bà cô tới cho. À, chắc ở đây người ta cũng biết hoàn cảnh của bà ha. Dạ. Có người mua cho 50.000 đó cậu à. Dạ, người ta mua ta cho 50.000. Không có lời nào chứ không được 15.000 cậu à. Ổi này là ổi vườn hay là sao? Dạ, mua ở trên chợ phố á. À, mua đi bán lại ha. Còn trứng vịt? Trứng vịt cũng mua ở chợ về bán lại. Chiều à. Gánh này đi. Dạ, chiều là gánh đi. Dạ. Dạ. À, năm nay chính xác là bà 90 mấy? Này 90. À, 90. Dạ. 90 tuổi rồi mà thấy bà cũng còn khỏe nè. Đi bán đồ để nuôi cháu nè. Là cháu bao nhiêu tuổi là bà nuôi bấy nhiêu năm rồi ha? Dạ. À, về 3 tháng gần 7 tháng. Từ 7 tháng giờ. Về lâu đi cho khổ. Cháu bây giờ đi học hay là sao bà? Không. Bây giờ là nó đi khoe các ông anh nó đừng làm này không lo nó phải nó hạn. Đi làm hả? Đi làm mà có phụ được bà vậy không? Không, nó cho em biết chứ không. À. Là trưa bà về nấu cơm hay là sao? Về giờ về nấu cơm để nấu rồi hai bà cháu ăn. Dạ, nấu cơm hai bà cháu ăn thôi. Dạ. Ở đây thì cô thấy bà bán ở đây như thế nào, hoàn cảnh của bà á? Khổ lắm mà. Kỹ dạ. Vừa đây chị biết. Dạ. Rất là khổ. Cho cái thằng đó là đi Sài Gòn biệt. Đi Sài Gòn biệt luôn. Nói chung là đi theo bà nhỏ đi biệt luôn á. Dạ, đi theo bà nhỏ hả? Còn bà nuôi là 3 tháng. Nuôi của con là từ 7 tháng đến giờ. À, cái mẹ nó chết thử trong 3 tháng rồi. Đẻ nó ra chết 3 tháng đó. Dạ. Bà nuôi. già tội ha. À, 90 tuổi rồi mà cũng phải đi gồng gánh mưu sinh chứ. Có mít cho sẽ món. À, bán mít nữa hả? Bà đi bán mà cầm đồ gì nhiều vậy? À, dầu nè, rồi dây chuỗi nè, rồi máy đo gì nữa, rồi bấm móng tay móng chân nữa nè, trầu nè, à cái máy niệm Phật đây đúng không bà? À cái máy niệm Phật người ta cho á. Còn cái đe sọt pin nhỏ. Dạ. Đây đồ nghề của bà đó, đi xoa dầu đó đồ. Rồi nên hồi xưa đi mua nó mệt xoa với dầu. Dạ. Cái hồi mà còn trẻ bà làm nghề gì cũng đi bán nhà. Mấy hồi 12 tuổi bây giờ. 12 tuổi cũng đi bán giờ luôn. Dạ. Trời ơi. Bà là có mấy người con hết? Ô, bà con giờ nó lo nó nuôi con nó ăn hạt chứ còn mình không có nhờ đâu bà. Dạ, nhưng mà bà có mấy người con? 3 người con. 3 người con mà không nhờ được ai hết hả? Dạ. Dạ. À, số bà cũng khổ quá ha. Đi làm từ nhỏ giờ mà cho mẹ nghe suốt lắc ăn đọc lon lo mì lo lon trứng cây, còn giờ con đi mua miếng mua một bữa rồi mới có này nè. Dạ. Cột lựa lấy cái dây cột lựa rồi đưa món lấy cái giống con cột lựa, còn cái lời mua có một lon rượu mua lựa 5 con mì. 5 con mì. Là 5 con mì mới lựa mua. Đầu là mẹ mua thuốc cho bác mua chiếc coi dụng là cái lời. Dạ. Ở đây cậu rất đi lanh mà cũ mà lanh tới chợ chùa Khuyên Công Bố ấy. À đi bộ hả? Đi bộ với bà cô. Dạ. Đến không nổi ngồi nghỉ là bà có cái mẫu bánh khác còn không mà nước. Dạ. Đi làm từ 12 tuổi. Là một ngày đi mấy cây số luôn á. 10 mấy cây. À 10 mấy cây số. Lanh tới Khuyên Công Bố là 10 mấy cây số. Dạ. Cả đi cả về nữa cơ. Về nữa Phật muốn lên 10 cây số. Đến chắc nào 1 giờ sáng rồi đi bộ lên tới chợ vừa sớm tới chợ Đông. Dạ. Đông mua rồi về tới dưới này chế em bán đồ gánh ra chợ. Dạ. Bà không tìm chỗ nào nó trống á, bán ở đây nó khuất cái trụ điện rồi. Dạ kệ nó cho họ biết cầm. À bà bán đài quen rồi đúng không? Dạ. Mua trứng cô. À cô bán trứng hả? Dạ. Nhìn bà cũng lớn tuổi mà bà cũng gọn gàng á, bà kỹ lưỡng ghê. Dạ. Nè con gửi bà 100 luôn nè. Còn dư 80 á. Dạ. Bà giữ luôn nha. Dạ khi nào mai có bán ổi không? Mai bà có bán ổi nữa không? Dạ vậy cái gì mai con có đi ngang qua ghé mua ổi tiếp. Dạ. Thôi chắc là bây giờ về chưa? 11:30 bây giờ. Dạ đúng giờ đúng giấc ha. Dạ. Ở đây là còn mấy chục trứng nữa nè. Thôi mấy con mua hết luôn ơi. À mấy con bán 4 hả? Dạ dạ. Thôi vậy bà nha. À, tưởng bà bây giờ về con đi theo về nhà bà cho biết nha. Dạ. Nghe bà cũng nuôi cháu 7 tháng tuổi từ đó giờ. Dạ. Mẹ mất còn cha là theo vợ bé. Dạ. Dạ. Rồi bà bán nha. Dạ dạ dạ.